Ngày mùng 2 tháng 5, U22 Việt Nam trở lại sân tập để chuẩn bị cho trận đấu gặp U22 Singapore sau khi được nghỉ xả hơi trong ngày mùng 1 tháng 5. Buổi tập của U22 Việt Nam diễn ra tại sân EDC và lùi xuống khoảng 30 phút so với thông báo ban đầu của ban tổ chức. Nguyên nhân là do vướng lịch tập của U22 Thái Lan ở địa điểm này. Ở buổi tập chiều nay của U22 Việt Nam, giới truyền thông chỉ được tác nghiệp trong 15 phút đầu tiên sau đó thì thầy trò huấn luyện viên Philippe Chuzier đóng cửa tập kín để luyện chiến thuật đối phó với U22 Singapore. Trong thời gian có mặt giới truyền thông, huấn luyện viên Philippe Chuzier cho các học trò chơi đuổi bắt và mang đến những phút giây thư giãn cho U22 Việt Nam. Huấn luyện viên Philippe Chuzier gây chú ý khi đích thân cùng các trợ lý khiêng khung thành để chuẩn bị cho buổi tập, dù đã cao tuổi và có tiền sử bệnh đầu gối. Nhà cầm quân người Pháp cũng gọi riêng trung vệ Vũ Tiến Long và tiền đạo Nguyễn Thanh Nhàn ra trao đổi riêng. Theo lịch thi đấu thì cuộc đọ sức giữa U22 Việt Nam và U22 Singapore sẽ diễn ra lúc 16 giờ ngày mùng 3 tháng 5 trên sân vận động Prince